Xin chào các bác, hôm nay em lên sóng một con máy rửa bát Nation 60S5, còn khá là đẹp trong cái phân khúc máy rửa bát Nhật này. Đối với cái máy này thì gần như ai cũng có khả năng để mua, vì thực ra nó chỉ có hơn 2 triệu thôi ạ. 2 triệu 6 thôi nhé, 2 triệu 6 nó có máy rửa bát rất là rẻ. Nhà bác nào chưa có đường nguồn sang điện 100V thì máy Nhật nó chạy điện 100V thì mua thêm cái đường nguồn nữa, mất 450. Là nhà mình có cái máy rửa bát rồi, máy rửa bát Nhật này rất là bền. Đầy đủ tính năng, tất cả đắt hay rẻ đều đầy đủ tính năng, nó chỉ có khác nhau về đời thôi nhé. Không phải là đắt tiền nhiều tính năng mà rẻ tiền ít tính năng đâu ạ. Con này có đếm ngược thời gian rửa nhé, khi còn khoảng 70 phút nó sẽ đếm ngược rửa. Thời gian sấy có chế độ chán bát, giữ khô chán bát, bát đỗ suốt ngày. Sấy 60, giữ khô sấy 40. Có các chế độ rửa tiêu chuẩn, rửa 2-3 người ăn, rửa mạnh, rửa nhẹ, rửa nhiệt độ thấp, có chế độ sấy riêng biệt. Đấy, chả thiếu tính năng gì cả, rửa xong sấy khô diệt khuẩn. Hình thức máy còn khá là đẹp so với đời. Với cái số tiền này thì con máy này thì thật sự chả có gì để mà chê cả. Hơn 2 triệu cái máy rửa bát, rửa hoàn toàn bằng nước nóng luôn. Con này dòng chỉ còn rất là đẹp, các bạn thấy nhé, nước nóng bọc mở cả camera luôn nè. Dòng chỉ còn rất là đẹp so với đời nhé. Có cả máy đá phụ này. Con này khoang của nó rất là rộng rãi nhé. Cái khoang này đây, nó dùng hàng phun ở đây, nó không làm tay đây, cho nên cái khoang này nó rất là rộng. Đấy, các bác có thể để được các cái bát to, chắc đường kính mà khoảng 30 vẫn để được. Bên này úp đĩa này. Đấy, trên này sẽ bát con hay cái gì tùy. Nói chung là một con máy còn khá là đẹp so với đời. Đây, cửa đấy còn rất là mới này. Theo như em đánh giá nhận định thì đây là một con máy đẹp so với đời Nationa. Đấy, giá em bán 2 triệu 6 nhé, chưa phí vận chuyển, chưa đổi nguồn. Các bác nào có nhu cầu mua máy rửa bát cho gia đình thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.